Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2024, giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam sang Brunei đạt 959 đô la Mỹ một tấn. Bên cạnh Brunei, giá xuất khẩu gạo sang một số thị trường cũng neo ở mức cao như giá xuất khẩu gạo trung bình sang Mỹ đạt 868 đô la Mỹ trên một tấn. Hà Lan đạt 857 đô la Mỹ trên một tấn. Giá gạo xuất khẩu tăng cao đã góp phần quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Tuần giao dịch đầu tiên của tháng 7, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến phục hồi cùng với sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Khối ngoại tiếp tục là điểm chú lớn khi duy trì đà bán ròng, giá trị đã có sự thu hẹp nhờ giao dịch thỏa thuận. Lũy kế trong tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 2.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Thanh khoản toàn thị trường đang có phần thu hẹp, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư. Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, sau 6 tháng đầu năm, sản lượng than cung cấp cho các hoạt động sản xuất điện đã tăng 2 triệu tấn, tiêu thụ trên 26 triệu tấn than, đạt trên 50% kế hoạch. Trong đó, lượng than cung cấp cho các hoạt động sản xuất điện đạt trên 23 triệu tấn. 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã đạt và vượt các chỉ tiêu trong kế hoạch đề ra, đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện theo chỉ đạo của chính phủ.